Xin chào tất cả mọi người. Trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ hai cách cực kỳ đơn giản để tải video TikTok về điện thoại mà không bị dính logo bản quyền. Và điều quan trọng nhất đó là nó hoàn toàn miễn phí và tỷ lệ thành công gần như là 100% luôn nhé. Và giờ sẽ là cách đầu tiên. Ví dụ mình muốn tải video này về máy. Đầu tiên, mọi người sẽ bấm vào mũi tên chia sẻ ở phía dưới góc phải của màn hình. Một bảng như thế này sẽ hiện ra. Mọi người chỉ cần chú ý ở dòng cuối cùng, kéo sát bên phải để tìm mục Leave Photo và ấn vào đó. Ý nghĩa của tính năng này là lưu video của mọi người dưới dạng rất nhiều các bức ảnh được xếp chồng lên nhau để tạo thành một video mới. Sau đó, video sẽ được lưu vào album ảnh của điện thoại. Mở video này lên thì chúng ta sẽ thấy được chữ Leave ở phía bên trên góc trái của màn hình. Thực ra video này vẫn chỉ là những bức ảnh được tua trong vài giây. Giờ chúng ta chỉ cần chuyển sang dạng một video bình thường thôi. Mọi người để ý cái biểu tượng phía dưới góc trái của màn hình, ấn vào đó và kéo xuống tìm đến mục lưu thành video. Vậy là thành công rồi đó. Mọi người chỉ cần quay lại album ảnh và xem lại thành quả của mình thôi. Logo bản quyền đã hoàn toàn biến mất, nhưng mà mình vẫn thấy có một chút gì đó thừa ở đây. Để ý thấy thì phía bên dưới góc phải màn hình vẫn còn logo của TikTok. Mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách để xóa logo này, vì logo này trên TikTok cũng không quá lớn và nó cũng cố định không chuyển động. Ấn vào sửa và chọn ra biểu tượng này. Sau đó để tay vào phía dưới góc của video, kéo lên từ từ đến khi nào cắt hết được phần logo của TikTok thì dừng lại. Kết thúc, ấn xong. Vậy là video đã hoàn toàn sạch sẽ, không còn chứa bất kỳ một logo hay biểu tượng nào cả. Nhưng có một lưu ý nhỏ là video tải về sẽ bị mất tiếng. Mọi người chỉ cần làm theo video mình đã hướng dẫn, xem hết cách số 1, cách để chèn thêm nhạc vào video TikTok bằng AppVN. Đường link thì mình sẽ để ở phía trên bên phải của màn hình và cả ở trong phần mô tả của video này. Tiếp theo sẽ là cách số 2. Cách này thì đã có rất nhiều bạn hướng dẫn rồi, nhưng mình sẽ chỉ thêm cho mọi người vị trí sau khi tải về video sẽ được lưu ở đâu trong máy, để lần sau có thể dễ dàng lấy ra sử dụng tiếp. Trước tiên thì mình vẫn sẽ hướng dẫn qua một chút cách thực hiện nhé. Trong video muốn tải về thì mọi người vẫn chọn vào cái mũi tên chia sẻ, giống như cách 1 chúng ta thực hiện nhé. Thay vì tìm mục Leave a Photo như vậy thì chúng ta chỉ cần ấn vào mục sao chép liên kết ở ngay đầu dòng số 2. Tiếp đó vào Google và tìm kiếm trang Snaptic. Nếu các bạn đang sử dụng iPhone mà dùng cái ứng dụng Google thông thường thì sẽ hiện lỗi như vậy. Chúng ta chỉ cần làm theo hướng dẫn là chuyển sang ứng dụng Safari để tìm kiếm. Và sau đó dán cái link TikTok mà lúc nãy chúng ta đã sao chép liên kết vào. Ấn Download và đợi trong vài giây, phía bên dưới sẽ xuất hiện hai mục để chúng ta có thể tải về. Thực ra thì hai cái đều hoàn toàn giống nhau, chỉ là nếu mà có một đường link bị lỗi thì sẽ có một đường link khác để thay thế. Lựa chọn một trong hai mục và ấn tải về. Mọi người có thể xem video được lưu trực tiếp tại đây. Hoặc là vào mục tab để kiểm tra video được lưu trên máy. Sau đó bấm vào mục chia sẻ ở góc dưới để lưu về album thôi. Còn đối với máy Android thì sau khi ấn tải về thì video sẽ tự động được lưu trong album ảnh. Vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn hai cách để có thể xóa được logo của video TikTok tải về máy. Và đừng quên ấn like, đăng ký để ủng hộ kênh giúp mình nữa nhé. Chúc các bạn thành công.